có lẽ cũng là một câu hỏi mà rất nhiều các bạn mà đang xem chương trình này trong cái buổi đối thoại giữa anh và Hiếu Sikere muốn đặt ra ở trên WeScan vào lúc này, đúng không? Trên phần donate của chúng ta. Ronaldo tương lai. Hiếu Sikere. Chỉ có đúng một câu hỏi đấy rồi. Tương lai Ronaldo. Đúng rồi. Hôm nay là một cái minh chứng cho thấy anh ạ là Cristiano Ronaldo là tiền đạo lựa chọn số 3 của Erik Ten Hag. Anthony Martial bị chấn thương, không thi đấu được. Phần lớn chúng ta, chắc 90% hơn chúng ta sẽ nghĩ là Anthony Martial có thể sẽ xuất phát. Erik Ten Hag không chọn Cristiano Ronaldo. Erik Ten Hag chọn Marcus Rashford. Mà đội Southampton này cũng không phải là một Liverpool đến cái mức mà Marcus Rashford là cái lựa chọn rõ ràng hiển nhiên để có thể phòng ngự phản công, đúng không ạ? Có thể Manchester United đá với Southampton vẫn có thể 50-50 cân đối về cái gọi là cái quyền kiểm soát bóng. Cho nên không thể nói thẳng luôn là Marcus Rashford là cái lựa chọn hiển nhiên cho trận đấu này. Cho nên Cristiano Ronaldo bây giờ đang rơi vào cái tình huống đó chính là anh ta có vị trí trong cái tương lai của Manchester United của Erik Ten Hag không? Khi mà bây giờ đây, khi anh ta nhìn sang bên phải, thấy Erling Haaland ghi bàn ầm ầm, Mo Salah bắt đầu ghi bàn ầm ầm trong giảng của anh. Anh ta nhìn bên trái sang châu Âu, thấy Lionel Messi chuẩn bị đá cúp C1 cũng bắt đầu gia tăng những cái bàn thắng của mình ở trong cái giải Champions League và có thể đuổi kịp được cái kỷ lục của Cristiano Ronaldo. Thực sự đây là một cái tình huống rất khó khăn cho Cristiano Ronaldo. Và em nghĩ rồi là nếu như mà có một ai đấy chịu nhận Ronaldo, nếu như có một ai đấy chịu nhận Ronaldo, Ronaldo sẽ đi ngay lập tức thôi. Chắc chắn Ronaldo sẽ đi và em nghĩ là Manchester United sẽ bán Ronaldo đi thôi. Tại vì hôm nay cho chúng ta có thể thấy được ấy, là không phải là Erik Ten Hag muốn giữ Ronaldo tại vì Ronaldo có thể ghi được 20 bàn vân 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 chúng ta. Không. Erik Ten Hag biết là Ronaldo, em nghĩ là Erik Ten Hag biết là Ronaldo có vẻ là không hợp với cái chiếc đi đá của ông ta rồi. Cho nên là mới cho là Cristiano Ronaldo lựa chọn số 3 trong số tất cả tiền đạo mà ông ta có. Và hôm nay cái quả cuối rồi khi mà Ronaldo đua tốc độ với bạn trung vệ, nếu như anh còn nhớ cái tình huống đấy. Đúng. Anh ta đẹp đuối. Luôn. Đúng, ông anh ta đẹp đuối. Vừa vào phút 65 và phút 70 là phải khỏe hơn trung vệ đấy rất nhiều, nhưng mà tất nhiên là 38 tuổi, Cristiano Ronaldo đang đi vào những năm cuối của sự nghiệp của mình rồi, không thể nào mà đua tốc độ được. Thì làm sao mà Erik Ten Hag có thể tin tưởng một cầu thủ như thế ở những cái tình huống như thế để có thể gỡ hòa chẳng hạn, hay là giúp MU từ một tình huống mà đang hòa trở thành một trận thắng có được 3 điểm. Đúng không ạ? Cho nên nếu như mà Ronaldo đi được thì chắc chắn Ronaldo sẽ đi, MU sẽ sẵn sàng cho đi, Ten Hag sẽ sẵn sàng cho đi, MU sẽ phải có sẵn sàng có những lựa chọn như là hoặc là Memphis Depay hoặc là Morata để có thể lấp cái vị trí đấy. Em nghĩ thế. Không biết anh nghĩ thế nào ấy. Cách đây 2 ngày thì người ta đã đưa như thể là Sporting Lisbon đã có được Ronaldo ấy, 99%. Vâng. Nhưng cuối cùng thì mọi thứ lại không diễn ra. Rồi cách đây 1 ngày thì Napoli nhảy vào cuộc đua này. Rồi cuối cùng chính Napoli lại là người đưa ra một cái lời là chả có gì cả, chả có gì giữa tôi và chúng tôi và Manchester United cả. Anh nghĩ rằng đấy là một cái nỗ lực của Jorge Mendes. Jorge Mendes đang làm tất cả mọi thứ để giải cứu Ronaldo. Anh nghĩ là như thế. Đúng rồi. Và đặc biệt là sau trận đấu ngày hôm nay thì người ta lại nhìn thấy rất là rõ rằng là cảm giác như là Ronaldo bị lạc lõng ở nơi đây rồi. Đó, thì anh rất là đồng cảm với Ronaldo, anh rất là cảm thấy thương Ronaldo vào lúc này với những gì mà anh ta đang phải đón nhận, bởi vì tầm cỡ của anh ta không xứng đáng phải nhận cái điều đó. Nhưng mà bóng đá hiện đại bây giờ nó khắc nghiệt như thế đấy. Cả một cầu thủ ở trình độ cao như Ronaldo, luôn tự tôn với bản thân như Ronaldo, cũng đã bị rơi vào một cái trạng thái mà không ai muốn dùng. Thế mới tội nghiệp. Tội nghiệp ở chỗ đó, có rất nhiều cầu thủ bước sang sườn dốc bên kia của sự nghiệp ấy là họ vẫn được người ta săn đón, được người ta Ibrahimovic mong chờ là mang về đội bóng của mình, bởi vì có vài cái sự hợp lý trong việc sử dụng, đúng không? Trong khi Ronaldo bây giờ ai cũng ngại, bởi vì thứ nhất là tốn nhiều tiền, cái thứ hai là làm thế nào để kiềm chế được cái con ngựa này đây, một cái con ngựa luôn muốn tiến về phía trước nhưng mà chân chậm mất rồi thì làm thế nào đây, thì đấy là một cái bài toán rất là khó để các đội bóng có thể giải được. Anh chỉ thấy là sẽ là bi kịch cho Ronaldo nếu không có đội bóng nào mua Ronaldo vào lúc này và Ronaldo buộc phải ở lại. Rồi Manchester United mua được những cầu thủ mà họ muốn vào lúc này thì đấy sẽ là một sự bi kịch. Em có hai ý ở đây nhá. Ý đầu tiên ấy là em mong góc nhìn fan MU, đúng không? Em mong là chúng ta vẫn sử dụng được Ronaldo và Ronaldo vẫn là một lựa chọn cao khi mà Manchester United đá với những cái đội nào đấy mà kiểm soát bóng không tốt và chúng ta luôn luôn có bóng
quanh cái phần penalty box của đối phương thì Ronaldo hoàn toàn ok. Ronaldo là một cái mẫu tiền đạo bây giờ, tiền đạo là penalty box striker. Có nghĩa là loanh quanh luẩn quẩn, loanh quanh luẩn quẩn. Anh có nhớ hôm nay ông Christian Eriksen có một quả tạt vào rất đẹp. Rất đẹp, qua hết tất cả hàng hậu vệ của ai? Của Southampton. Không một ai thò chân vào cả. Và em nghĩ là Ronaldo những cái trường hợp như thế là hoàn toàn có thể ghi bàn được. Cái quả mà Eriksen cũng nhận bóng trình hình ngay trước gôn đấy, sút cũng không vào được. Ronaldo ấy là quả đấy sẽ chọn góc và sẽ ghi bàn được. Có những cái tình huống mà Ronaldo vẫn có thể phát huy được cái trình độ và cái khả năng của anh ta, thì em mong là những cái đội bóng mà thực sự là lép vế hơn MU như là Nottingham Forest hay là Bournemouth vân vân ấy, thì em mong là nếu như mà MU kiểm soát bóng được tốt ấy thì vẫn có thể dùng được Ronaldo, và Ronaldo vẫn có thể ghi bàn và phát huy được. Cái thứ hai mà em mong là nếu như mà Ronaldo đi thì tốt cho tất cả mọi người, tốt cho MU, tốt cho Ronaldo, tốt cho nói chung là hệ thống của Erik ten Hag vân vân. Nhưng mà có một phần ích kỷ của em ở đây anh Quân ạ, là em muốn Ronaldo ở lại, anh biết tại sao? Tại vì em đã đặt áo Liverpool rồi. Mà em không muốn là cái áo duy nhất em mua mùa giải này là áo Liverpool. Em chưa mua áo chính thức của Manchester United mùa giải này, tại vì em vẫn muốn Ronaldo. Nếu như ở lại ấy, thì em mua số 7 Cristiano Ronaldo. Em vẫn yêu Ronaldo. Nếu như phải chọn một cầu thủ để em cổ vũ, đó chính là Ronaldo. Cho nên là em đã mua áo Liverpool rồi, và tuần sau các bạn trên WeSky thì các bạn sẽ thấy rồi là tôi giữ lời đấy. Nhưng mà em vẫn muốn có được áo của Cristiano Ronaldo cho mùa giải này nếu như Ronaldo ở lại. Đó thì hai ý em muốn chia sẻ với anh. Tức là nói chung là dù cảm thấy vẫn không hợp nhưng mà Hiếu CK với tình cảm của mình thì vẫn muốn Ronaldo ở lại, đúng không? Còn anh thì một chỉ chút, lo một chút rồi. Còn anh thì chỉ lo là thứ nhất là Ronaldo liệu anh ta sẽ làm quen thế nào với việc mình trở thành một phương án 2, phương án 3 trong đội hình của một đội bóng nào đó. Đấy không phải là điều mà một cầu thủ cỡ như Ronaldo có thể chịu đựng được. Anh nói thật, rất là khó để chịu đựng được điều đó. Anh rất là sợ cái chuyện đó. Bởi vì bây giờ mình thử nghĩ xem Messi ngồi dự bị ở Paris thì sao. Không thể tưởng tượng được cái chuyện đó. Mặc dù là anh ta già rồi, mặc dù là anh ta đã có tuổi rồi, nhưng mà rất là khó để tưởng tượng chuyện đó. Nhưng mà đấy, thời gian nó chả chừa một ai cả. Và Ronaldo đến lúc này cũng đã hiểu cái quy luật nghiệt ngã của nó. Cũng mong rằng Ronaldo sẽ được thi đấu nhiều hơn để có cơ hội tỏa sáng ở World Cup một lần nữa. Có lẽ là lần cuối cùng, đúng không? Và câu chuyện Ronaldo sẽ còn là một câu chuyện rất thú vị và chúng ta sẽ còn phải nói ở tuần sau nữa, khi mà Hiếu Sikere mặc chiếc áo Liverpool xuất hiện ở đây. Ngày hôm đó thì tôi sẽ rất là vui để chào đón Hiếu Sikere với một màu áo tuyệt vời, và các bạn chắc chắn là cũng sẽ được capture rào khắp nơi. Hôm nay MU thắng anh ơi, fan MU chúng mình phải mặc áo MU lên cùng nhau chứ. Vâng ạ. Sao anh không mặc áo MU?